Chú dám ra đây gặp anh sao? Không sợ bị phát hiện à? Giờ này ông hai đã về nhà và đang ở trong đó. Anh không cần phải lo lắng nhiều. Lão ta không có chú ở bên cạnh, không sợ bị khử à? Gần đây ông không cần tôi chở đi, mà chỉ toàn đi taxi không. Chắc ông đang toan tính chuyện gì riêng mà không muốn cho tôi biết. Vì vậy mà chú mới có thời gian rảnh rỗi. Nhưng mà anh góp ý với chú như thế này, lần sau có gặp thì hẹn ở đâu rồi anh tới để tiện cho chú. Cận tắc vô áy náy mà. Tôi biết rồi. Anh cứ hẹn ở chỗ cũ đi, hoặc là hẹn ở một chỗ nào đó tiện cho anh là được. Anh á chỉ lo cho chú thôi, anh sao cũng được hết á. Nè, chú có chuyện gì á nói anh nghe coi. Cũng giống như những lần trước thôi. Tôi muốn khử thằng Kỳ, càng nhanh càng tốt. Nhưng ông nên nhớ là tuyệt đối thành công chứ không được thất bại. Ông giúp được tôi chứ? Nếu anh hứa thì sợ chú không an tâm. Thôi được rồi, để anh kêu nó vô gặp chú. Chờ anh tí nha. Em nghe anh. À, vô đây anh gặp một chút. Dạ, em vô liền. Ừ. Thằng này nó có sở trường phóng dao, mà một khi nó phóng thì một con ruồi cũng khó mà thoát. Vậy lần trước tại sao nó để cho thằng Kỳ thoát? Chắc có lẽ là nó còn nhanh hơn cả con ruồi. Anh nói giận với chú thôi. Chắc là do lần trước nó chủ quan rồi sơ suất thôi. Nhưng mà lần này á, anh sẽ kêu nó đi một mình. Mà nè, nó có thất bại thì tùy chú xử lý. Hả? Anh Quy gọi em. Chính xác là chú này muốn gặp em. Chú này là người mà hôm bữa nhờ em xử thằng Kỳ đó. Nói chuyện đi. Chú có phải là người xử hụt thằng Kỳ lần trước không? Đúng vậy. Lần trước tôi hơi chủ quan, đã để nó thoát. Được. Tôi muốn xử một lần nữa. Nhưng lần này được phép thành công chứ không được thất bại. Chú dám nhận lời không? Sao không dám? Chuyện gì mà anh Quy này nhờ, tôi chưa bao giờ từ chối. Lần này chắc sẽ thành công. Nếu thất bại thì sao? Chú có dám lấy cái mạng chú thế chỗ đó không? Dám. Nếu lần này tôi thất bại, tôi sẽ đem cái mạng tôi vô thế. Ừ, tốt. Nhưng tôi cũng có một điều kiện. Nói đi. Nếu như cô gái hôm bữa xuất hiện, tôi có quyền xử cô ta nếu cô ta chống đối không? Nè, chú có đồng ý không? Ở trên đời này gái thiếu gì? Được. Chú chỉ được dằn mặt thôi nếu cô ta chống đối. Ok. Anh Quy em đi. Dũng. Mẹ, con đi đâu bây giờ mới về vậy? Mẹ đợi con nãy giờ rồi. Mẹ đợi con làm gì? Tại mẹ có chuyện muốn nói với con. Con biết là mẹ muốn nói với con chuyện gì, nhưng mà ngay lúc này con không muốn nghe bất cứ chuyện gì cả. Mẹ biết mẹ có lỗi với con và ba con nhiều lắm, nhưng mà mẹ không thể che giấu sự thật này lâu hơn được nữa. Mẹ nghĩ cần phải nói ra cho con được biết. Dũng à, con có quyền được biết sự thật. Rồi con muốn làm như thế nào là tùy ở con. Mẹ xin lỗi. Tất cả là lỗi tại mẹ. Mẹ à, mẹ, tại sao lại như vậy hả mẹ? Rồi mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả sự thật con ạ. Mẹ! Dũng à! Alo, anh Quốc hả? Thằng Kỳ nó gặp chuyện rồi. Anh làm ơn cho người cứu nó giùm em đi. Rồi, được rồi. Dạ. Anh. Cảm ơn anh. Anh uống đi anh. Uống nha. 2, 3, vô. Ghét ghê. Chỉ một mình anh thôi, bóng đêm dần trôi. Chỉ một mình anh thôi, tiếng mưa buồn rơi. Chỉ một mình anh thôi, biết không người ơi, từ ngày tình chia đôi, khuất xa ngàn khơi. Cuộc tình nào phai phôi, lấp trên đời tôi, kỷ niệm nào xa xôi, mắt cay lệ rơi, giọt sầu nào chơi vơi, uống say hồn tôi, đoạn buồn nào đưa tôi bước sang cuộc vui. Vô anh, vô anh. Tránh ra, tránh ra. Cái gì vậy mấy ông nội? Alo, dạ con nghe nè chú. Khương hả? Con đã ở đâu? Dạ con đang ở ngoài có công việc rồi chú ơi. Thật Kỳ trong băng nhóm chúng ta đang bị truy sát. Con hãy tới giúp nó ngay. Chú à, con đâu có biết chỗ nào đâu mà tới hả chú? Mà băng nào truy sát nó vậy chú? Chú không biết. Con hãy tới phòng trọ của nó, cứu nó liền. Nhanh lên. Dạ con tới liền chú. Nhưng mà nhà trọ nó ở đâu chú? Con đến khu Thanh Đa, hẻm 124. Mau lên. Dạ con biết rồi chú. Ủa anh tính đi đâu vậy anh? Anh đi, nhưng mà không phải đi bây giờ. Công việc gì bây giờ cũng trễ rồi. Đường xá bây giờ xe chạy ghê lắm. Mình cứ chơi tiếp, khi nào anh muốn đi thì đi. Lên nhé, lên, vô. Vô. Hey. Vô đi anh. Uống nè. Đứng lại, nhanh lên. Chị ba, con có sao không? Dạ con không sao ba. Bà phải đưa con đi bệnh viện. Dạ. Các đồng chí lục soát. Các đồng chí nghe lệnh. Chúng ta chia thành hai nhóm. Hai đồng chí hướng này, hai đồng chí theo tôi. Rõ, rõ, rõ. Mày là ai? Sao rồi? Thưa ông hai, đã bắt được tên sát thủ rồi. Vậy à? Đã bắt được tên sát thủ rồi. Đừng giao nó cho cảnh sát. Hãy nhốt nó lại vào một chỗ nào đó và chờ tôi tới. Dạ. Chúng ta phải điều tra. Tại vì sao? Nó làm như vậy? Dạ, em biết rồi. Alo, em nghe nè. Em à? Dạ. Bọn anh đã bắt được sát thủ rồi. Em yên tâm đi. Vậy hả anh? Em cảm ơn anh nhiều nha. Anh nhớ bảo vệ cho thằng Kỳ giùm em nha. Được. Thằng Kỳ nó cũng là con anh mà. Bằng mọi giá anh phải bảo vệ nó. Dạ em biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều nha. Lúc đó con mà không đẩy mẹ ra thì mẹ cũng bị dính đạn luôn rồi. Hắn ta chỉ nhắm vào con thôi. Tại lúc đó mẹ cản tầm bắn của hắn, cho nên hắn tính bắn luôn mẹ đó. Mẹ cũng nghĩ vậy đó. May là ba con tới kịp thời để giải cứu cho hai mẹ con mình. Dạ, con cảm ơn ba. Ba, tên sát thủ đó bị bắt chưa ba? À, theo tin từ Mỹ báo về thì hắn ta đã trốn thoát rồi. Ba cũng đã cử người truy bắt hắn ta. À, con nè, con đoán được hắn ta là ai không? Dạ, con cũng không đoán được ai hết. Nhưng mà con biết được là đó là người của lão Khắc Quy. Hắn chính là một trong những tên sát thủ từng ám sát ông Tà Cun. Bọn sát thủ đã bị công an bắt trọn rồi mà. Chỉ có một tên thoát được trong vụ hôm đó. Hắn ta tên là Phong. Tên vừa rồi không phải là Phong con à? Dạ thưa chú, con có chạy tới địa chỉ mà chú kêu con tới, nhưng không kịp chú. Dạ còn thằng sát thủ thì nó đã trốn thoát. Nhưng con nghe nói là con người đã báo bộ mắt xanh truy tìm nó rồi chú. Dạo này chú thấy con không tập trung vào công việc của băng nhóm chúng ta. Con lơ là hay làm chuyện khác. Vậy con làm gì? Dạ con đâu có làm gì đâu chú. Con chạy vòng vòng để con tìm khách hàng cho chú thêm thôi. Thật không? Dạ thật. Dạ con muốn tìm khách hàng thêm cho chú. Dạ con muốn giúp chú và cô mở rộng thị trường làm ăn. Điều quan trọng nhất bây giờ là con phải bảo vệ chú. Không cần thiết là phải mở rộng thị trường. À, còn cái này nữa. Con nói cho chú biết những tấm hình con có. Thằng Kỳ để chụp với cô gái nào và ở đâu? Dạ con con giải thích không được phải không? Có phải con muốn là thằng Kỳ và con Anh hai đứa chia tay, cho nên con mới làm gì vậy? Dạ đúng vậy. Con không muốn cô Ân quen thằng Kỳ. Tại sao? Tại vì nó là một thằng giang hồ vô gia cư, làm sao xứng đáng với cô Ân hả chú? Còn nữa, con đang nghi ngờ nó là một thằng do băng nhóm khác cài vô băng nhóm của mình để làm nội gián. Sao con lại nghĩ như vậy? Thưa chú, điều này con đã nói với chú nhiều rồi. Nếu chú tiếp tục để nó trong băng nhóm của mình, sẽ có ngày băng nhóm của mình sẽ bị phá hoại đó. Bây giờ chú phải đuổi nó ngay, hoặc nếu cần thiết chú khử nó luôn. Khử nó giống như là tên sát thủ vừa rồi phải không? Dạ có thể là như vậy. Vậy con nói cho chú biết về tên sát thủ đó đi. Dạ, ý chú nói tên sát thủ là sao hả chú? Con không giải thích được phải không? Vậy thì chú đành phải đưa tên sát thủ vào đây, giải thích cho chúng ta biết mọi chuyện. Đưa nó vào. Nhanh lên. Thưa ông hai, nói cho tao biết mày học phóng dao từ đâu. Anh tha cho em hứa lần sau em không có làm vậy nữa đâu anh. Tao hỏi sao không trả lời? Ai dạy mày phóng dao? Dạ em tự học anh. Mày tự học? Mày giỡn với tao đó hả? Mày tự học mà mày phóng dao tới độ tuyệt kỹ như vậy sao? Nói, ai dạy mày phóng dao? Dạ không, em nói thật, em tự học mà anh. Anh tha cho em. Mày dám mở miệng xin tao tha mạng trong khi mày truy sát đàn em của tao à? Được, tao sẽ tha mạng cho mày. Nhưng mày phải nói ra kẻ nào đứng đằng sau vụ này. Nói. Mày điếc hả? Nói đi. Trả lời đi. Mày khai không? Khai không? Khai không? Mày 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 hả? Mày nói ai sai mày hả? Mày nói. Con không biết được tên hắn ta là gì, nhưng mà con biết được hắn ta là một người phóng dao rất là giỏi. Vết thương này nè cũng là do hắn ta gây ra cho con đó. Một kẻ chuyên phóng dao, chẳng lẽ chính là hắn? Ba biết hắn ta hả? Vừa rồi ba có kế hoạch đặt máy nghe lén ở nhà lão Khắc Quy, nhưng đã bị bại lộ. Theo như cô Mỹ kể thì kẻ phóng dao rất cừ. Có lẽ đây là đàn em mới của lão Khắc Quy đó. Vậy chính là hắn ta rồi. Vì cái vụ mà truy xét ông Trùm Tà Cun cũng do lão Khắc Quy gây ra mà. Thôi hai cha con cứ ở đây nói chuyện nha. Mẹ ra ngoài một chút. Mẹ. Con có chuyện muốn hỏi mẹ. Để em khai. Chính là Hoàng Ú đã sai em làm chuyện này. Hoàng Ú? Hoàng Ú sao? Dạ. Không thể nào. Thằng Hoàng Ú từng làm ăn chung với tao. Không thể nào nó làm gì. Anh Hoàng, tức anh trong chuyện làm ăn, anh không giúp đỡ. Ý của mày nói là trong vụ Hoàng Ú vừa rồi có băng nhóm giả dạng tụi mắt xanh cướp hết tiền và hàng của tụi tao đúng không? Dạ đúng vậy. Mày nói dối. Thằng Hoàng Ú không bao giờ làm chuyện này. Nó có 3 đầu 6 tay cũng không dám làm. Mày tính qua mặt tụi tao sao? Không không, em nói thật mà. Thưa ông hai, em nghĩ trong chuyện này muốn biết được sự thật chỉ cần kêu Hoàng Ú tới đây là biết rõ liền. Không cần. Nếu thằng Hoàng Ú làm chuyện này, có đánh chết nó cũng không dám nhận. Kêu nó tới đây cũng chỉ mất công thôi. Thằng này đang nói dối để chạy tội thôi. Còn mày, mày tưởng là tao không nhận ra mày à? Trong cái vụ ám sát tao, mày là một trong những thằng sát thủ. Với tài nghệ phóng dao của mày, mày đã lộ chân tướng rồi. Chỉ có mày là đàn em của hắn, không ai khác. Dạ, không anh ơi, xin anh tha cho em đi anh. Anh. Chính là mày, mày ám sát chủ tao. Tại sao? Tại sao con lại giết nó? Tại vì nó là thằng đã truy sát chú, con không thể nào kiềm chế được. Chứ không phải cậu sợ nó sẽ khai ra người đứng sau vụ này à? Đừng buồn nữa con, uống miếng nước cam đi cho khỏe người. Mẹ nghĩ trong chuyện này chắc có uẩn khúc gì đó. Thằng Kỳ nó không phải là người tệ như vậy đâu. Không đâu mẹ. Nếu như mà anh không muốn trốn tránh sự thật thì sao anh lại không chịu nói chuyện với con chứ? Con chỉ muốn biết là đang có chuyện gì xảy ra thôi mà. Mẹ nghĩ lúc đó chắc nó đang có chuyện gì buồn, cho nên nó mới làm như vậy. Nhưng theo ý mẹ, những tấm hình đó chắc chắn là do thằng Khương nó dàn dựng. Nó với con nhỏ đó hai người đã dàn dựng chuyện này để chia rẽ hai đứa tụi con đó. Con cũng nghĩ như mẹ, nhưng mà con vẫn muốn được nghe chính miệng anh nói với con tại sao lại có những tấm hình đó. Quan trọng là niềm tin con à. Khi chúng ta tin là điều đó không phải do thằng Kỳ làm là tốt rồi. Còn chuyện tại sao mà xảy ra chuyện đó, mình đợi thằng Khương về, mình truy vấn nó là sẽ ra thôi. Thằng Khương sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Tại sao thằng Khương không về đây nữa? Nó xảy ra chuyện gì hả anh? Đúng vậy. Chắc chắn thằng Khương sẽ không trở về ngôi nhà này nữa. Ba nghĩ mẹ con nói đúng. Những tấm hình là đều do thằng Khương dựng lên. Vậy là nó đã thừa nhận với anh nó dựng nên những tấm hình đó hả? Không, nó không thừa nhận bất cứ điều gì. Ba, như vậy đúng là anh Kỳ bị oan rồi. Vậy là con vẫn tiếp tục được gặp anh Kỳ phải không ba? Không, không bao giờ có chuyện đó. Tại sao vậy ba? Tại sao ba lại cấm con quen với anh Kỳ? Tại sao như vậy hả ba? Cấm. Không cần biết lý do. Con chỉ biết con và thằng Kỳ không được đến với nhau. Tại sao vậy hả ba? Nếu như bà không giải thích thì cô sẽ không chịu đâu. Sao? Con chống lại bà phải không? Phải không? Thôi mà anh, đừng có nóng giận như vậy không tốt. Cả con cũng vậy nữa Ân. Đừng có như vậy mà. Ba con vừa mới bị thương xong, sức khỏe còn yếu lắm. Đừng có làm ba con bị kích động, sẽ không tốt cho sức khỏe của ba con đâu. Anh à, anh cũng mệt rồi, đi lên phòng nghỉ đi anh. Không, em tránh qua. Ba có chuyện muốn nói với con về cái chuyện mới xảy ra nè. Ân, tại sao con dám tự giận vì cái chuyện không ra gì? Con nặng chữ tình hơn chữ hiếu phải không? Ba mẹ nuôi con lớn lên chưa nhờ vả được gì là con muốn chết rồi. Thôi con nghĩ anh... con nghĩ chết là giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Thôi mà anh, mọi chuyện đã qua rồi mà. Qua cái gì? Chuyện mới xảy ra mà qua cái gì? Ân nè, hôm nay bà phải nói cho con hiểu, để con đừng có dại dột hành xử như vậy. Bà tuyên bố với con, cho dù con làm bất cứ chuyện gì thì con và thằng Kỳ phải cắt đứt mọi quan hệ. Ba, tại sao vậy hả ba? Con không biết tại sao mà ba lại cắt đứt việc của con và anh Kỳ. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, con vẫn mãi yêu anh Kỳ mà thôi. Con chỉ yêu duy nhất mình ảnh thôi, ba biết không? Ừ. Con anh à, con cãi ba phải không? Thôi mà anh đừng có nóng giận, không có tốt đâu mà. Là do em tất cả đó. Con hư là tại mẹ. Em thương con, nuông chiều nó quá nên nó mới như vậy đó. Sao anh lại nói với em như vậy chứ? Em làm tất cả mọi chuyện là vì anh, vì con thôi mà. Em còn dám nói nữa hả? Do em nên cái nhà này nè tôn ti trật tự nó mới như vậy nè. Tại em sao? Chứ không phải là tại anh, cho nên hai đứa nó mới ra nông nổi như vậy. Ý em là sao? Ý em là sao? Em nghĩ là anh hiểu rõ mà. Em chỉ muốn nhấn mạnh với anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ làm tất cả mọi cách để cho con Ân được hạnh phúc. Nãy chú nói như vậy là sao chú? Tôi biết cậu hiểu ý tôi muốn nói gì rồi mà. Cậu đố kỵ với Thành Kỳ, cậu bất chấp mọi thứ để hại tôi. Thậm chí là cậu định muốn phản lại tôi. Dạ thưa chú, người phản chú không phải là con mà là Thành Kỳ. Nó phản tôi mà nó cứu tôi trong vùng trữ sản, sau đó nó cho bảo tôi để cứu sống tôi sao? Tôi tính nói với cậu, tôi đã tìm cách để ngăn cản hai đứa, cho cậu có cơ hội tiếp cận với cậu bé. Không ngờ cậu gây ra nhiều chuyện quá, thậm chí cậu suýt hại con bé nữa. Lúc con Ân tự tử, sau khi bị cậu cho xem việc tâm, thậm chí cậu không hề ngăn cản nó lại. Mà cậu cũng dám mở miệng rồi yêu con bé sao? Dạ thưa chú, dạ con xin lỗi chú vì con chạy theo không kịp để con cản cô Ân. Dạ con xin lỗi chú. Dạ chú. Dạ còn nữa, còn chuyện con muốn phản lại chú, con không bao giờ dám làm, con không bao giờ dám nghĩ chuyện đó. Dạ con xin thề với chú. Cậu đứng lên đi. Dạ cảm ơn chú. Đi ra khỏi đây. Và đừng bao giờ cậu nói với ai cậu đã từng là đệ tử của tôi. Chú ơi, chú hãy nghĩ lại giùm con đi chú. Chú đã cưu mang con lâu rồi, bây giờ chú đuổi con. Chú à, con xin lỗi chú mà. Chú nghĩ tình lại đi chú. Chú ơi, chú. Và cậu đừng bao giờ để tôi gặp mặt cậu một lần nữa. Chú, cậu đi đi. Thôi được rồi, con sẽ đi. Con xin cảm ơn chú vì chú đã cưu mang con. Xin chú hãy bảo trọng. Chú gọi anh tới đây là để hỏi về tên sát thủ chứ gì. Anh xin lỗi vì lu bu quá nên không gặp nó, nên anh không biết kết quả. Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu, đã có kết quả rồi. Nó chết rồi. Vậy hả? Trời, thằng này khá à nha. Vậy là đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao rồi. Nó chết rồi là người của ông đó. Cái gì? Nó chết rồi hả? Đúng vậy. Nó đã bị ông Hai bắt trong khi xử thằng Kỳ, và nó đã bị xử. Chết tiệt, tưởng bị bọn mắt xanh bắt thì còn đỡ, đằng này mà tại sao lại để bị lão Hai bắt chứ? Mà nè, nó có khai ra gì không? Có. Nó khai thằng Hoàng Ú, chủ mưu vụ này. Đúng rồi, chính anh đã bài cho nó mà. Nhưng ông Hai không dễ tin đâu. Ông đã nghi ngờ tôi đứng sau vụ này. Tạm thời thì ông tha cho tôi, nhưng mà lần sau thì không có đâu. Tình hình căng vậy sao? Vậy thì mình phải xử lão Hai trước khi lão ra tay với mình. Không được. Bây giờ lão hai đã về nhà, cộng thêm cái vụ của tôi nữa, ổng đang rất đề phòng, nên không dễ gì chúng ta làm được chuyện đó đâu. Vậy bây giờ mình tính sao? Tạm thời bây giờ tôi sẽ lẩn tránh một thời gian, còn mọi chuyện làm ăn của anh sẽ tự anh quyết định. Còn nữa, đây là tất cả những mối quan hệ làm ăn của ông hai. Anh tự giải quyết đi. Hay lắm. Anh đang rất cần những mối quan hệ này. Mà nè, anh cho tôi hỏi, thằng đàn em của anh nó đã học kỹ thuật phóng dao ở đâu vậy? Anh không biết. Bộ có chuyện gì hả? Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Thôi được rồi, tôi đi đây. Gặp lại anh sau. Khoan đã. Nếu giờ chú đi thì chú đi đâu? Rồi chú đã có nhà ở chưa? Tạm thời thì tôi chưa biết ở đâu. Nếu vậy thì chú cứ qua nhà anh mà ở đi. Nhà anh cũng kín lắm, sẽ không có ai biết chú ở đó đâu. Với lại nhiều khi có chú ở bên cạnh á, sẽ tư vấn cho anh mấy chuyện làm ăn của lão hai mà. Hình như là tôi nhớ không lầm, anh không thích tôi qua nhà. Trước đây anh sợ chú bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của chúng ta. Mặc dù còn một số lý do khác nữa, nhưng mà anh sẽ sắp xếp cho chú được. Nếu như chú không thích ở chỗ của anh á, thì anh sẽ sắp xếp cho chú một chỗ ở khác. Nhà anh nhiều lắm. Ok, thôi thì đành nhờ anh vậy. Đi nha. Anh đuổi em hả? Đúng vậy. Tạm thời anh không muốn gặp em nữa. Em về đi. Tại sao vậy chứ? Em muốn gặp mặt anh để hỏi rõ mà. Em không nghe nữa sao? Em đi về đi. Nè, con sao vậy? Sao con lại khóc nữa? Không có gì đâu mẹ, con chỉ đang đọc sách thôi. Con đừng có buồn nữa. Chuyện thằng Kỳ á, khi nào con gặp được nó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi mẹ. Chỉ có điều là cô không hiểu tại sao anh lại từ chối nói chuyện mãnh liệt như vậy. Có thể là thằng Kỳ nó có chuyện gì đó chưa thể tâm sự với con được. Mẹ lên đây để nói với con một điều, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, mẹ cũng sẽ bảo vệ hạnh phúc cho con. Con cảm ơn mẹ. Con của mẹ xứng đáng được hạnh phúc mà. Nhưng mà con nè, dạ. Lúc này con hãy khoan gặp thằng Kỳ cái đã. Trong thời điểm này, con không nên làm ba con buồn, không nên làm trái ý ba con. Con hiểu ý mẹ chưa? Dạ con hiểu. À mẹ, Anh Khương sao rồi mẹ? Chẳng lẽ anh không về nhà mình nữa hay sao? Chắc là ba con giận nó, chuyện mà nó đưa những tấm hình cho con coi làm con bị tổn thương đó. Nhưng mà dù sao thì anh cũng từng gắn bó với gia đình mình lâu rồi mà. Nó là một thằng không tốt, nó chỉ luôn làm cho con đau khổ. Mẹ không thích nó. Ông nói sao? Thằng lính của tôi bị lão Tà Cun giết rồi hả? Đúng vậy. Nhưng mà ông phải bình tĩnh để chúng ta bàn cách mà trả thù chứ. Ông nóng nảy như vậy sẽ không làm được gì. Bình tĩnh sao được? Nó là thằng đàn em đáng tin cậy nhất của tôi. Chính tôi đã thu nhận nó khi nó còn là một đứa trẻ chuyên bóng túi, rồi dạy cho nó thành thạo như ngày hôm nay. Ông nói đi, tại sao nó bị giết? Vì một thỏa thuận với đối tác của chúng ta nên tôi đã cử nó đi khử một thằng trong băng của lão Tà Cun. Không ngờ nó thất bại và đã bị bọn đàn em của Tà Cun bắt rồi. Thỏa thuận? Là thỏa thuận gì? Đối tác nào của chúng ta? Có phải thằng Trí Quang không? Không, là một thằng khác. Nó cũng rất có ích cho chúng ta. Nó đem cho chúng ta những mối quan hệ làm ăn của lão Tà Cun. Vậy chính là thằng Khương mà ông từng nhắc tới. Chúng ta không nên quan trọng những chuyện đó. Chúng ta chỉ cần biết là bằng mọi cách có thể lật đổ được lão Tà Cun mà thôi. Đôi khi hy sinh một con tốt để thắng cả trận thì cũng tốt thôi, đúng không? Không, đó là thằng đàn em của tôi, không phải là đàn em của ông, nên ông mới nói như vậy. Nếu nó là đàn em của ông thì ông sẽ nghĩ khác rồi. Không, đàn em của tôi thì cũng vậy thôi. Bộ anh không thấy là nguyên cả đám đàn em của tôi bị bắt mà tôi vẫn thoải mái sao? Đôi khi hy sinh một đứa đàn em cho đàn anh cũng đáng mà. Anh Thành ơi! Anh Thành! Em tới rồi sao? Anh đi đâu giờ này mới về? À, anh qua nhà của một đối tác. Em ngồi đi. Em hãy nói cho anh biết chuyện gì xảy ra giữa thằng Khương với hắn ta đi. Như vậy đúng là thằng Khương là tay trong của anh rồi. Em đừng có nói nhiều. Hãy kể cho anh nghe chuyện giữa thằng Khương với hắn ta. Nó đã bị đuổi đi rồi. Bây giờ em cũng không biết nó đi đâu nữa. Tại sao lại bị đuổi? Em cũng không rõ. Hình như là vụ thằng Khương, nó đã cố tình ngăn cách thằng Kỳ với con Ân, cho nên anh ấy đã đuổi nó đi. Sao lại là như vậy? Chẳng phải chính hắn ta cũng muốn điều đó sao? Hắn ta cũng muốn thằng Khương với con Ân quen nhau mà. Dạ đúng. Đúng là anh ta muốn như vậy. Nhưng lần này thằng Khương đã rất quá đáng, khiến cho con Ân bị sốc, rồi còn phải tự tử. May mà lúc đó có mặt em kịp thời để cứu nó. Sau vụ đó, có lẽ là anh ta không còn tin tưởng thằng Khương nữa, cho nên là đuổi nó đi. Thật vậy sao? Chứ không phải là vì vụ thằng Kỳ bị tên sát thủ nào đó khử, mà hắn ta đang nghi ngờ chính thằng Khương đứng sau lưng à? Vụ này thì em không hề biết. Vụ vừa rồi em không biết thì có thể, nhưng mà trước đó thằng Kỳ và con Ân bị hai tên sát thủ truy sát, em không thể không biết, đúng không? Dạ. Vậy là sau khi thằng Khương đi, giờ bên cạnh hắn ta Chỉ còn thằng Kỳ với thằng Quang, đúng không? Dạ em cũng không rõ. Đàn em của anh ta rất là nhiều, những người luôn bảo vệ anh ta lúc anh ta bị bắn trong vụ vừa rồi đó. Nhưng đó chỉ là bọn lóc cóc. Hai tên đàn em thân cận nhất luôn bảo vệ hắn ta thì đã bị khử rồi. Giờ thêm một đứa nữa rời khỏi băng của hắn, vậy thì băng của hắn ta sắp tàn rồi. Chuyện Quân Ân với thằng Kỳ đó sao rồi? Dạ cũng đang bình thường. Vậy à? Vậy thì cần tiếp tục vun đắp cho hai đứa nó. Hai đứa nó có thể là con cờ chính ở trong vụ này. Anh Kỳ. Hả? Ân. Gặp được anh em mừng quá. Sao em gọi điện mà anh không bắt máy? Tại vì anh... Em gọi anh hoài mà anh không trả lời em. Thật sự em cũng không biết làm sao nữa. Em chợt nhớ ra, mỗi lần anh buồn hay là anh có tâm trạng gì thì anh hay ra đây, nên em chạy ra thử. Dạ em đã gặp anh. Em cứ tưởng là mất anh rồi. Em không nghĩ chuyện vừa rồi để khiến anh và em phải xa nhau. Em đã biết chuyện này rồi hả? Em biết rồi. Em biết đó không phải là lỗi của anh mà, đúng không? Là sao? Em nói gì anh không hiểu. Chính anh Khương đã dàn dựng vụ này. Em biết là anh không có tình cảm gì với cô ta mà, đúng không? Anh xem đi. Tại sao em lại có được những tấm hình này? Anh không hiểu. Anh Kỳ, chẳng phải là chúng ta đang nói chuyện về những tấm hình này hay sao? Chẳng phải là anh đang né tránh em về chuyện này hay sao? Không, anh không muốn gặp em là vì chuyện khác. Còn về chuyện này anh hoàn toàn không biết gì hết. Chuyện khác? Có chuyện gì đó anh đang giấu em sao? Không lẽ em không biết gì hết sao hả? Nếu em đã không biết rồi thì tốt nhất em không nên biết. Em chỉ nên biết là chúng ta không nên quen nhau nữa. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta. Có quá nhiều chuyện mà em không thể nào biết được. Từ chuyện anh làm gì cho ba em, rồi chuyện ba em tại sao lại bị bắn, cho tới chuyện vừa rồi. Anh làm cho em rất đau khổ mà em không hiểu gì sao. Tại sao ba lại ngăn cấm em đến với anh chứ? Ba em không nói lý do gì sao à? Ân à, rồi ba em sẽ nói rõ thôi. Sự thật là chúng ta không thể nào đến với nhau được. Vậy thì anh phải nói cho em biết đi. Anh kia này, nói cho em biết lý do đi. Cả anh cũng giấu em sao? Anh nói cho em nghe đi mà. Anh xin lỗi. Rồi em sẽ hiểu thôi. Anh đi đây. Anh Kỳ, anh Kỳ, nói cho em biết lý do đi. Anh Kỳ. Thật là không ngờ, cái thằng mình tin tưởng nhất chính là cái thằng phản lại mình. Đúng là đời người nhiều chuyện khó nghĩ thật. Kể từ bây giờ, thằng Khương làm điều gì tổn hại bằng nhóm, hãy khử nó ngay, rõ chưa? Dạ rõ. Tôi thật Khắc Quy muốn hại cả băng nhóm chúng ta, nên nó từ từ mua chuột từng thằng. Cậu chú ý điều này nha. Thưa ông hai, em biết rồi. Cậu báo cho thằng Kỳ là nên cẩn thận hơn. Có thể nó đang trong tầm ngắm của thằng Khương và thằng Khắc Quy. Dạ thưa ông hai. Nếu đúng như suy đoán của thằng Khương thì thằng Kỳ có thể là một trong những nội gián trong băng của chúng ta. Cũng giống như ông hai suy đoán. Tại sao cậu nói gì? Tuy là trước đây tôi từng suy đoán như vậy, nhưng tôi đã cải chính rồi mà. Dạ. Thật ra khi em đặt câu hỏi này cho ông hai là vì em có khúc mắc. Tại sao trong mấy ngày qua bản thân em không thể liên lạc với thằng Kỳ? Thứ hai nữa, không hề biết nó đang ở đâu. Cái thứ ba, khi em tới nhà trọ, người ta nói nó chưa về đây. Nếu đúng vậy, khi nào nó trở về, cậu bí mật theo dõi nó. Có tin gì hãy báo tôi biết ngay. Dạ em biết rồi.